Em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của Điện thoại Dũng Kiên, có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Hôm nay em về một lô 7 phân út quốc tế dung lượng 32 GB bản Mỹ NNA các bác nhé. Đấy, nay em về được có 20 cây 7 phân út thôi. Bác nào ưng ý thì alo trực tiếp em qua số điện thoại 0971 336 559 hoặc 0978 336 559 để kết nối qua Zalo nhé. Các bác ưng sản phẩm nào thì kết nối qua Zalo, em sẽ quay phim chụp ảnh cho các bác sản phẩm đó nhé. Các bác mà ưng ý thì đặt cọc cho em 100.000 qua tài khoản. Còn bác nào đặt cọc qua thẻ điện thoại thì yêu cầu phải giữ thẻ lại, khi nào em bán cho khách nạp xong thì em sẽ xác nhận cho các bác nhé. Còn đơn hàng là em vẫn cứ gửi đi cho các bác. Xong rồi em bán được thẻ thì em sẽ xác nhận là thẻ đó bao tiền để em trừ vào đơn hàng nhé. Đấy, lô hàng rất là đẹp luôn. Có hai màu chủ yếu là màu hồng và màu đen các bác nhé. Màu đen nam tính rất đẹp, còn màu hồng là nữ tính. Những con này các bác mua về cho con cái học online mùa dịch này rất ok. Pin thì rất bền. Cấu hình thì khá là trâu bò, kể cả trong lúc giải lao các cháu nó chơi game rất ok luôn. Đấy. Cháu nó chơi Liên Quân Mobile thì quá ok luôn. Đây này, cây này là nó dùng ốp thì nó hơi bị ấy một tí này. Cây này em sẽ bán rẻ cho các bác nhé. Giá chỉ có 4 triệu rưỡi full phụ kiện, đầy đủ phụ kiện và bao ship nhé. Và cây này có cái tem xuất xưởng này, em vừa bóc ra nó in nốt này, em cũng bán rẻ cho các bác nhé. Đấy, cây này cũng 4 triệu rưỡi các bác nhé. Đấy. À, như cây này là vận chuyển này, cây này nó chỉ bị cọ tí này, cây này em bán cho các bác 4 triệu rưỡi nhá. Bác nào mua thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Các bác ở gần thì có thể qua cửa hàng em xem trực tiếp. Địa chỉ nhà em thì vừa em giới thiệu đấy, ở phần mô tả em có giới thiệu các bác nhé. Các bác ở xa chỉ cần alo em cái là em sẽ ship cho các bác nhé. Kể cả những các bác ở vùng dịch nhá, chỉ thị 16 em vẫn ship cho các bác nhé. Có hàng đi hơi chậm tí thôi. Bình thường thì 2 3 ngày, cũng giờ thì có thể lên đến 4 hoặc 5 ngày các bác nhé. Còn các bác nào ở tâm dịch thì thông cảm cho em nhé. Xong dịch thì anh em mình lại làm việc, chứ còn tâm dịch là em không thể giao được đến các bác nhé. Đó, ví dụ như xóm nhà bác có người bị dương tính, bị phong tỏa là em không giao được đâu. Đấy, còn chỉ thị 16 này em vẫn giao nhé. Hàng rất là đẹp luôn, em quay qua cho các bác xem nhé. Hàng rất đẹp. 7 phân út 32 GB bản Mỹ các bác nhé. Rồi, con này còn nguyên tem xuất xưởng các bác này. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Hàng đẹp long lanh luôn đây. Trước đây chủ cũ tao có dùng ốp đây. Các bác cứ liên hệ em nhé. Chủ cũ tao dùng ốp đây. Hàng rất đẹp nhé. Tất cả các sản phẩm này em đều bao ship cho các bác nhé. Tất cả những cây nào pin yếu em sẽ thay cho các bác để cho các cháu học cho nó yên tâm nhé. Có thể dùng tối đa từ 4 đến 5 tiếng, yên tâm cho các cháu học. Chơi game giải trí rất là ok nhé. Tất cả máy em đều đã test và tháo ra kiểm tra main dán tem nhà em nhé. Đây là tem nhà em này. Các bác mua về cứ lấy Zalo quét cái là ra ok luôn các bác nhé. Đấy. Tất cả em kiểm tra hết rồi. Đấy, cây này các bác mua về dùng ok, mà cho con cái học cũng rất là ok luôn nhé. Pin rất bền nhé. Đấy. Cái mùa này em đều thay pin cho các bác để về phục vụ các cháu học nhé. Đấy. Các bác hãy nhanh tay liên hệ em nhé. Tất cả sản phẩm nhà em đều bao test 1 tháng nhé. Lỗi này em đổi mới luôn nhé. Không phải lăn tăn, không phải nói câu thứ hai, nhà em làm uy tín là chính. Đấy. Còn bảo hành cho các bác 3 tháng nhé. Lỗi là do máy nhé các bác nhé, còn lỗi là do các bác dùng như là rơi xuống nước hoặc va đập thì các bác tự chịu trách nhiệm nhé. Em chỉ bảo hành lỗi do máy thôi. Có một cây hồng này cũng hơi gọi là chấm chấm một tí này, em bán 4 triệu rưỡi các bác nhé. Còn những cây này đẹp keng thì giá nó cứ cao hơn một chút thôi các bác ạ nhé. Bác nào thích rẻ thì lấy cái 4 triệu rưỡi, chất lượng nó cũng rất là ok cũng như nhau. Chỉ hình thức gọi là nó một tí thôi. 19 một 10 thôi các bác nhé. Hàng như em là đẹp keng hết này. Các bác mua thì liên hệ em nhé.
Em thì ngày nào cũng về, ngày mai em sẽ về 8 phần nút và 6S 32GB, pin 9X và 100, hàng trưng bày các bác nhé. Các bác nào thích 6S thì mai liên hệ em, và 8 phần nút thì về toàn màu gold thôi. 8 phần nút mai về chỉ được có chục cây thôi, mùa dịch này hàng rất là hiếm nên em không về được nhiều các bác nhé. Đấy, bác nào thích thì liên hệ em, như hàng nhà em rất là đẹp luôn, đặc sắc luôn nhá. Quay một vòng cho các bác xem này. Em nhắc lại là 7 phần nút 32GB bản Mỹ, hàng quốc tế, nhà em không làm hàng nốc các bác nhé. Đấy, giá chỉ từ 4 triệu rưỡi, 4 triệu 500 nghìn đồng. Và đối với những cây em chỉ đấy, đây này các bác này, những cây này này đó. Em quay rất là gần luôn nhá. Đấy, nó chỉ bị sạn thế này là do dùng ốp người ta không chịu lau hạt cát đi nhá. Đó. 4 triệu rưỡi còn đâu là đẹp keng hết các bác này. Cây này 4 triệu rưỡi này. Cây này là do em bóc tem lưng các bác nhá. Ra ba màu rất là đẹp luôn. Như con mèo tam thể luôn các bác nhá. Tất cả những hàng đẹp này thì đắt hơn một tí các bác nhá. Hàng đầy đủ phụ kiện, cây nào pin yếu thì em thay pin cho các bác nhá. Em chỉ nói chung chung thôi, hàng rất là nhiều nên các bác thích thì cứ liên hệ trực tiếp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.